Có lẽ Up Race là một sự kiện đầu tiên mà có thể tập trung được rất là nhiều thành viên đam mê chạy và hướng tới cộng đồng sau một mùa dịch rất là căng thẳng đối với Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung. Sau một thời gian dài lockdown thì chúng ta cảm thấy rất là lúc bí, và chạy bộ giúp chúng ta cảm thấy là giải tỏa hơn, cảm thấy là sung sướng, vui vẻ hơn, và từ đó mọi hoạt động khác trở nên có ý nghĩa hơn. 4 tháng trước đó là mình chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi, và khi mà mình thấy mọi người đông đủ và tập luyện rất là hăng say, và đặc biệt ngày cuối tuần nữa, nó giống như một ngày bình thường được quay trở lại, giống như mình được sống lại những cái ngày Sài Gòn trước đây vậy đó. Nên mình rất là hạnh phúc. Thời gian qua chống dịch thì bác Hùng cũng viết rất nhiều ca khúc về chống dịch cho Sài Gòn chúng ta, thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Và ngày bây giờ thì tất cả mọi người đã được ra đường hoạt động, cảm thấy là chúng ta đã trở lại trạng thái bình thường và cảm thấy rất là tràn đầy sức sống. Tham gia chạy Up Race hôm nay là ngày đầu tiên, mình rất là hào hứng và mình cùng với lại mọi người đang rất là cố gắng để mà có thể chinh phục được ngày X2 hôm nay càng nhiều càng tốt ạ. Up Race là dự án chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng do VNG khởi xướng và bảo trợ kỹ thuật từ năm 2018. Dự án vừa được khởi động lần thứ tư, kéo dài từ 31 tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 2021. Người tham gia chỉ cần tải ứng dụng di động Up Race, tạo đội, chạy bộ và ghi lại kết quả ở bất cứ địa điểm nào. Tương ứng với mỗi km chạy được ghi nhận trên ứng dụng Up Race, VNG và các nhà tài trợ cam kết quyên góp ít nhất 1.000 đồng cho các tổ chức xã hội đồng hành. Nga vừa mới trở về sau 4 tháng đồng hành với đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Rất là vui khi mà được trở lại đây, được chạy và cái quan trọng hơn là được đóng góp một chút năng lượng của mình mà mang lại nhiều nụ cười cho những hoàn cảnh khó khăn. Tham gia mấy cái hoạt động này thì ngoài cái việc mà cổ vũ mọi người tập luyện thể thao thì nó cũng đóng góp một phần nào đó cho cái hoạt động thiện nguyện của thành phố. Như vậy là rất là ý nghĩa, và thậm chí là nếu mà không có gì thì cũng tốt cho sức khỏe của cá nhân mình. Mục tiêu của mình khi tham gia giải này là đạt được 300 cây để đạt mức Angel, và mình sẽ đóng góp cho quỹ Operation Smile. Một điểm mới khác của Upgrade năm 2021 là các vận động viên tham gia sẽ được tự chọn một trong 4 tổ chức xã hội để đóng góp bước chạy. Cùng Newborn Việt Nam giảm thiểu tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh, đi cùng Green Việt trên hành trình 1 triệu cây xanh đô thị Việt Nam, mang lại nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch cùng Operation Smile Việt Nam, hoặc cùng với Sài Gòn Children Charity giúp đỡ cho các em mồ côi sau Covid-19. Chúng tôi nghĩ rằng là đại dịch đã giúp chúng ta nhận ra được 2 thứ. Thứ nhất là tầm quan trọng của sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Và thứ hai là sức mạnh của công nghệ trong chuyện là kết nối và giúp chúng ta làm được những việc mà trước đại dịch tưởng chừng như rất là đơn giản. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là Up Race 2021, giải chạy trực tuyến đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, sẽ giúp cho cộng đồng người chạy có thể lấy lại được những cái thói quen và có thể gây dựng lại những cái hoạt động thể chất rất là bình thường, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có thể đóng góp rất là ý nghĩa cho cộng đồng. Hãy chạy để giúp cho những người nghèo tốt cho sức khỏe ạ. Các bạn hãy tham gia chạy bộ, bởi vì cái việc chạy bộ ngoài việc tốt cho sức khỏe bản thân, có cái ý nghĩa về mặt cộng đồng, và nếu mà được tham gia những cái hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như thế này nữa thì sẽ đóng góp rất là nhiều cho xã hội. Cộng đồng chạy bộ chung tay vì